Hello, mến chào tất cả quý vị anh chị em. Hôm nay là ngày 5 ngày 3 tháng 5 2020, 10 giờ 40 sáng giờ California. Hôm nay mình nói về cái đề tài là cái cuộc đếm phiếu lại ở Nam California, ở thành phố Westminster, do ông Hoàng Kiều và phe đòi bãi nhiệm, họ đòi đếm phiếu lại. Thì kết quả là sau một tuần, đếm gần một tuần đó, đếm phiếu thì nó không có gì thay đổi hết. Thứ nhất là cái cuộc đếm phiếu đầu tiên, cái ý định là để đếm phiếu lại những cái ô gạch đó, có đúng hay không, có sai những cái ô gạch mà trong cái hình vuông mà để bầu á, thì đó là cái đầu tiên. Và khi mà đếm phiếu đợt đầu thì những cái ô gạch đó nó đều đúng hết cả. Thì bên ông Hoàng Kiều thì mới đòi qua cái vấn đề mà cái ông ngồi bao thơ là những cái lá phiếu á, mà khi bỏ ô ngồi cái bao thơ thì có cái sticker giống thường thường, có sticker mấy cái chỗ quảng cáo nó gửi lại, nó làm sẵn cho mình ở Mỹ này nó có vậy đó. Thì mình chỉ gỡ cái ra rồi có dán có cái tên, có địa chỉ rồi thôi. Thì có một số lá phiếu họ lấy cái đó họ dán vô rồi họ cũng ký tên gửi đi. Thì đến cái đợt hai đó thì cái hội đồng bầu cử á, quận Cam á, thì xác nhận là cái đó nó không có gì thay đổi hết, cái đó không có sao, cái đó là cái đó là hợp lệ. Thì cái đợt thứ ba thì bên đòi bãi nhiệm là nó đòi đếm phiếu từ cái lá, cũng như cái application đó, cũng như cái lá đơn mà để mình xin để mà được đi bầu đó. Tại Mỹ thì thường thường đi bầu phải ghi tên vô cái lá đơn đó, mình nộp lên cái quận hạt hay là cái nơi địa phương của mình đó, để đây xác nhận là cái người đó có ghi tên, thì lúc đó là mình mới được đi bầu, chứ không phải là tự nhiên đi bầu được. Thì khi mà đếm phiếu từ cái đó so với lại cái bao thơ mà gửi lá phiếu lại có đúng hay không, thì cái đợt thứ ba thì cũng giống nhau hết. Cái số phiếu thì 10.000 7.000 khoảng đó, thì bên 60 40 thì nó cũng không có gì thay đổi hết. Thì kéo dài như vậy thì mỗi một cái một ngày đếm phiếu vậy thì do nên ông Hoàng Kiều ông trả tiền ra chứ, và bên mà chống bãi nhiệm thì không có trả tiền. Thì sau khi mà đếm phiếu ba đợt như vậy thì hiện nay thì bên ông Hoàng Kiều cũng vẫn chưa chịu thua. Ngồi cái số tiền mà ông Hoàng Kiều mà ông bỏ ra để mà đếm phiếu đó, thì ông đã mướn hai cái tổ luật sư để đến coi chứng minh cho đó cái việc cãi qua cãi lại. Bên phía bên chống bãi nhiệm cũng có mấy luật sư, có ba luật sư, và bên ông Hoàng Kiều thì có hai tổ tổ hợp luật sư cử người lại để đếm phiếu. Thì ông Hoàng Kiều ông trả tiền mà luật sư bên bên của ông luôn. Thì vấn đề tiền luật sư thì nó nhiều hơn là cái tiền để mướn các nhân viên mà đếm phiếu lại. Thì ba cuộc đếm phiếu nó không thay đổi. Và hiện nay đó mình sẽ xin đề cập vô, mình chỉ nói thêm cho thôi lý do tại sao mà ông Hoàng Kiều ông đòi đi đếm phiếu lại trước khi mà ông Hoàng Kiều ông thua lá phiếu đó. Thì ông có gửi ra là ông kêu ông Hòa, ông Bùi Phát và ông Tài Đỗ là nên rút ra khỏi cái cuộc chơi này đi. Tất nhiên là khi ông Hoàng Kiều mà ông thua thì ông rất tức mấy người đó đưa những cái cố vấn làm việc không có vừa ý ông. Thì cái bản chất của ông là ông chỉ muốn thắng thôi, thì thua. Thì sau khi đó thì ông có gọi qua hai bên liên lạc, ông và ông Hoàng Duy Hùng có liên lạc qua qua lại với nhau. Thì ông Hoàng Duy Hùng ông cũng đưa ý kiến lên là bây giờ muốn có cuộc đếm phiếu trở lại, thì nói là ông Hoàng Duy Hùng với lại ông Tài Đỗ là nên rút ra khỏi giá tại giờ mất uy tín này nè. Thì ông Hoàng Kiều ông đồng ý với ông Hoàng Duy Hùng, ông lấy cái lời cố vấn của ông Hoàng Duy Hùng là cái cuộc đếm phiếu sau đó xảy ra. Thì cái cuộc đếm phiếu này đó thì nó nằm vô cái ngày 30 tháng 4, tuần lễ và 30 tháng 4 thì là cái tuần lễ mà tưởng niệm á. Thì cùng một cái lúc 30 tháng 4 này thì quý vị cũng thấy ông Hoàng Duy Hùng ổng đi lên cái diễn đàn của ổng gọi là Góc Nhìn gì đó, thì ổng có xác nhận là lá cờ, treo cái lá cờ lên của Việt Cộng lên, và ông xác nhận là lá cờ Việt Cộng là lá cờ Tổ quốc đó. Thì ông xác nhận rõ ràng là như vậy. Chứ lúc trước thì ổng là lá cờ vàng ba sọc đỏ là lá cờ Tổ quốc. Quý vị coi lại những cái phim cũ ngày xưa đó thì ổng ca ngợi và ổng rất là ủng hộ cái lá cờ vàng ba sọc đỏ. Thì hai cái sự trùng hợp là đếm phiếu lại nhằm ngày 30 tháng 4, và ông Hoàng Duy Hùng ông dùng ngày 30 tháng 4 để ông đưa cái lá cờ vàng, cái cờ đỏ sao vàng thay vì cái cờ vàng ba sọc đỏ từ trước ông ủng hộ, bây giờ ông để lại lá cờ đỏ sao vàng lên và ông có để ngược nữa.
cái lá cờ đỏ sao vàng ông để ngược thì đối với mình thì mình chả biết là ngược hay là xuôi gì hết á. Đồng bào mà đi tị nạn cũng như ai chẳng ai mà chống cộng, mà tôi thấy đa số cũng ai cái chẳng thấy cái cờ đỏ sao vàng là người ta không ưa rồi, ta đâu biết là ngược xuôi gì đâu. Thì những người mà nói ổng làm đại ngược á, thì chỉ có những người cộng sản thôi, chứ còn mà những người mà bình thường chắc không để ý. Thì buổi chiều ổng làm cái livestream lại là ổng xin chỉnh sửa lại, ông xin lỗi là tại vì ổng để lộ cái lá cờ. Tuy nhiên mình đề cập đến cái vấn đề ông Hoàng Kiều á, mà tại sao ông bực tức cái ông Bùi Phát là ông đồ tài đổi và những cái người kia đó cố gắng mà đưa những cái tin tức sai lạc như vậy, tại vì ông rất là chủ quan. Chủ quan là ông được là 9.000 trên 9.000 lá phiếu đó, 11.000 nhưng mà trừ ra thì cũng khoảng 9.000 rồi á. Thì 9.000 cái lá, cái chữ ký mà để xin đòi bãi nhiệm đó thì ông nắm chắc ở trong đó rồi, là 9.000 cái đó. Thì cái cuộc bầu cử đó, ở Westminster thì đi bầu tất cả là cỡ 17.000 tổng cộng á, trên 17.000 một chút xíu thôi, thì mình nói số 17 cho nó dễ. Thì những cái người mà cố gắng đó thì thứ nhất là chính là nghĩ là ông Bùi Phát là ông tài đổ là chính ông đó, và những cái người mà đi lấy chữ ký là United Westminster do những người Mỹ và người Mỹ trắng á, Mỹ trắng và người Mỹ đó nó làm, nó đi xin chữ ký. Thì mình nghĩ là tại sao mà 9.000 lá phiếu mà đi bầu được chỉ có 7.000 người à, để ông thua. Cái điều đó là một điều vô lý. 9.000 lá phiếu mà đã có rồi, ở trên 40.000 lá cử tri, 40.000 cử tri đi bầu, nếu mà đi bầu là có ghi danh đi bầu ở đó là khoảng 40.000 cử tri. Thì cái cộng đồng Việt Nam mình là cỡ chừng 45% và cộng đồng ở Mỹ đó là 55%. Thì trong 40.000 cử tri mà lấy cái chữ ký 11.000 thì nó còn lại là tới 20 mấy 30.000 lận. Thôi mình lấy 10.000 đi, còn 30. Thì trong 9.000 lá phiếu đó mà đã ghi danh, ghi tên đó, xin chữ ký để mà đồng ý mà bãi nhiệm đó, thì ít nhất á, là 9.000 chữ ký đó thì nó phải bầu lại. Tại sao mà nó có 7.000 nó dưới 9.000 nữa, mà chưa kể 30.000 cái chữ ký những người mà đã ghi danh đi bầu nữa đó. Đáng lẽ nó lên, nó không lên là tại sao nó dưới? Thì tất nhiên là những cái thủ thuật của cái người mà đi lấy chữ ký đó, thí dụ như United Westminster hay là ông Bùi Phát hay là ông Tài Đỗ, là những người đó nó cho cái thủ thuật là gian lận á, như là đánh đánh trái đánh trán khái niệm, gọi là đưa đầu dê bán thịt chó đó. Đưa đầu dê bán thịt chó đó thì nó không có đúng. Thành ra cái một số người đó họ có thể là họ ký lầm lẫn cái đó, còn hai á, là có cái sự gian lận để mà đi xin chữ ký. Thành ra cái cuộc bỏ phiếu vừa rồi đó thì ông Hoàng Kiều ông chủ quan là ông sẽ thắng, tại ông bỏ ra cả trên cả triệu đô la để cái cuộc bãi nhiệm đó mà. Nhưng mà rốt cuộc đó là ông thua, thất bại là với cái sự nhục nhã của ông. Thành ra ông mới đá mấy ông kia ra là để Hoàng Duy Hùng nhảy vô để có cuộc đếm phiếu, mà đếm phiếu thường thường mà 60 40 thì ít có ai, không phải là ít nữa mà không có khi nào mà ai mà đếm phiếu lại hết á, làm gì có vụ đó. Nhưng mà khi mà đếm phiếu thì ông thua đó, thua thì ông nhục quá, thì ông phải tìm đủ mọi cách để mà ông cản trở, ông làm cho cái cộng đồng nó xáo trộn. Thì lúc đó là ông Hoàng Duy Hùng và ông Quang Kiều để mà xin đếm phiếu lại. Thì bây giờ ba đếm phiếu mà nó ba cái ba lần á, một lần thì để coi lại những cái ô, một lần á thì so lại cái chữ viết ở trên cái chữ viết địa chỉ ở trên cái lá phiếu, và một lần nữa là so sánh cái chữ ký của trên cái lá thơ mà bỏ cái lá phiếu vô và cái chữ ký của cái đơn xin đi bầu, thì ba cái đều thất bại đó. Cho đến ngày hôm nay thì mà không biết là tuần tới là như thế nào, nhưng mà bên đến ngày hôm nay là bên ông Hoàng Kiều và cái phe mà đòi bãi nhiệm đó cũng chưa xác nhận là chịu thua. Thì mình không biết cái đó là để kiện ra tòa hay là cái gì đó, thì mình chỉ nói lên tổng kết. Tức như là quý vị những người mà quan tâm đến cuộc bầu cử đó, ở Westminster thì yên tâm, thì cái vấn đề mà chiến thắng 60-40 nó không có gì thay đổi hết, chẳng có cái gì sai trái hết. Sau bao nhiêu ngày để mà đếm phiếu và bên ông Hoàng Kiều bỏ tiền ra và muốn luật sư để tới đó để chứng minh cái gì cãi qua cãi lại ra, thì rốt cuộc thì cái kết quả nó cũng đến giống như ban đầu mà thôi. Thành ra quý vị mình nói một lần nữa là xác nhận là quý vị an tâm, không có cái gì mà trở ngại hết. Dù bên đó có muốn bỏ tiền ra quấy phá cái gì nữa thì
đều thua hết, tại vì cái hội đồng bầu cử đã xác nhận là đếm qua đếm lại thì nó cũng giống như vậy mà thôi. Mà nếu mà nó có sai thì hai bên nó cũng sai, tuy nhiên đều đúng hết rồi, không có gì sai trái cả. Thành ra mình hy vọng là cái cuộc bầu cử này chấm dứt và ông Hoàng Kiều rút lui là khỏi vấn đề chính trị Việt Nam. Mình mong vậy thôi, nhưng mà theo mình suy nghĩ là ông sẽ còn còn nước còn tát, ông sẽ bỏ tiền ra thì có thể là ông kiện lên tòa. Mình hy vọng, mình chỉ đoán vậy thôi, thì ông kiện lên tòa thì ông sẽ bị tốn tiền, là lúc đó ông sẽ bồi thường cái tiền mà tòa án phí, và ông sẽ tiền bồi thường những cái tiền mà luật sư phía bên bảo vệ cho những cái người mà chống bảo nhiệm ông phên ông Tạ Đức Trí, bà Kim Liên Hồ và ông cho Liên Nguyễn Minh Trí. Thì hôm nay thì mình biết cái tổng kết của cái cuộc bỏ phiếu á, là nó cũng không có gì thay đổi, và xin lỗi, mình sẽ thuật lại những cái gì đang xảy ra, và mong quý vị nếu mà có gì mà thay đổi á, cái kết quả thay đổi nữa, mình khi nó muốn chống nữa cái gì thì mình sẽ thuật lại cho quý vị nghe. Và cảm ơn tất cả quý vị anh chị em đã bỏ thời giờ vào diễn đàn, và cái video này có thể mọi người có thể là re-upload lại để mà bỏ lên YouTube gì đó, thì cái này không có bản quyền. Và trong ngày hôm nay mình khoảng chiều thì mình sẽ làm một cái chương trình là tại sao ông Hoàng Duy Hùng mà ông phải đi xin theo phò cái chế độ Việt Cộng, và ông chấp nhận cái lá cờ đỏ sao vàng và cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam đem vào đất nước Việt Nam là cờ tổ quốc. Thì mà chiều nay mình sẽ có ý kiến bình luận và đưa ra một số ý kiến tại sao, lý do gì mà ông phải làm như vậy. Mong quý vị đón xem. Cảm ơn tất cả quý vị. Chúc quý vị một ngày vui. Tạm biệt, hẹn quý vị trong cái video kỳ tới.